Làm gì đây hả? Giờ cái này dọn đặng làm cái cửa sổ rồi. Di Đà Phật, hôm nay con mới anh tới phụ làm công quả để làm cửa sổ nè. Ủa cái này anh giải khung chưa anh? Dạ. Giải khung chưa? Tôi đang cái chết, tôi đang cái chết. Con tưởng cái này nhẹ. Nặng lắm á. Nặng thiệt á. Hai người cứ nó sợ cho té cái này rất cái bạch đi. Hello boy, hello boy. Hai cha con á. Anh Hải đang làm gì đây? Dạ, con đang giúp cạnh cái xô. À, đây. Quân anh khiêng tôn dọn để làm cái cửa sổ của cái container đó. Rồi đây là có hai ông thợ thầy cao cỡ nào đó. Đây có hai ông thợ mình lấy cái vía cây viết á, mình đánh dấu cái xong đó. Ông nội lắm này giữ lại thằng cha đó hồi nãy. Rồi nó ôm sư phụ luôn đi, cho nó ẩm nó luôn đi, cho sư phụ ẩm luôn đi. Ô cái chừng chặt con á. Rồi mới đứt, mới đứt. Rồi. Nè. Bây giờ chúng ta mình phải ra cái khung lên rồi mới đo hả? Mình không dùng thước đo được hả? À, chứ thấy mình dùng cái thước đo cái mình khỏi ghen cực. Cho nó đứng từ từ lấy rồi cứ cho nó ôm thử rồi nó ôm được bao lâu rồi buông tay. Bây giờ bắt đầu khoan để lấy cái dấu. Rồi một em nói ừ rồi vậy là quá ngon liền. Ủa không đánh dấu nó lên tới cái đó rồi mà nó có cái dấu đỏ đỏ thôi. Lấy pin mà không lấy súng theo. Có ai sư phụ hả? Ừ. Thế à? Đó là thường thường ta quên pin chứ ai quên súng. Cái này quên súng chết luôn. Có này nó có thước level hả? À.
hình như nó cao thấp rồi đó, đó. Ừ, cho khỏi mệt thôi chứ đó là để vậy cho mình khỏe chút. Cái đầu xài để lên món sẵn rồi đó. Không sao làm gì bữa lấy dễ đó, tính trước đi. À, làm gì làm rồi đó. À, cái nào không ấy đem ra ngoài lộ luôn. Nè đó, nói đi, đem ra lộ hết. Ai muốn lấy lấy. À. Còn hết cái đống này đi ra đặng cho thợ làm cái cửa sổ cho nó thoáng mát đó. Đó chóp này nhẹ thơm ngon mà. Nín thở khiêng à. Ba người mới được. Quả đất kìa. Tao quay phim kêu làm. Hả? À. Tuốt cái đẫm kìa. Hả? Tuốt cái đẫm. Tuốt cái đẫm á. Chứ để thêm mai mốt dẫn nữa. Ừ, cái này mấy để trong cậu giác một cái rồi đi 10 cây gì đi. Nhẹ đó. Mày đỡ mình lên dây tao giác. Không, nhẹ nhẹ. Đó, nhẹ lắm. Không có nặng đâu. Còn cái lỗ để tao giác mình được rồi đi hai lần chỉ cho nó chặt. Thằng giác thử rồi. Sao nặng không? Không vấn mà. Nó nặng thiệt đi cho nó. Cái kia cây phải hay nào. Ờ. Mới vừa cắt xong, bây giờ là bắt đầu bỏ vô khung. Bị gì? Còn gì nữa? Thiếu. Nó bị gì? Hụt một chút ha. Nó hụt. Dạ. Cái gì lấy búa tán tán như được không? Đây, anh này đang làm cửa sổ đây.
Kiều rồi, bây giờ đi về. Xin cảm ơn. Anh chị Đạo Phật xin quý vị quan hệ bấm nút đăng ký và nút chuông để theo dõi những đoạn phim kế. Xin cảm ơn tất cả quý vị.